Đất Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn Phan Văn Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường tỉnh lộ 4A, xã Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách ngã ba chợ Bến đi khoảng độ tầm chưa tới 500m quý anh chị ha. Đã tới ngã ba cái chợ Bến rồi. Thì từ ngã ba chợ Bến này anh chị quẹo phải là đi vào bệnh viện huyện Long Điền về vào ba cái trường học quý anh chị ha. Còn rồi về thị trấn Long Điền nha quý anh chị, cách thị trấn Long Điền chỉ có 1 km quý anh chị ha. Còn anh chị đi thẳng đường này luôn, đã đi về đường dẫn cao tốc về vòng xoay cổng chào Long Điền nha quý anh chị, cổng chào Long Hải ha. Đó, thì đi khoảng độ tầm hơn 2 km là đến nha quý anh chị. Đó, rồi đi ra thành phố Bà Rịa luôn, cách trung tâm thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm 3 km thôi quý anh chị ha. Rất chỉ là gần nha quý anh chị. Đó. Còn hướng này thì anh chị đi về thị trấn Long Hải ha. Đó, đi khoảng độ tầm chưa tới 7 km là tới biển Long Hải nha quý anh chị. À, chưa tới 7 km là đến ha. Rồi về Lăng Rừng, cách khoảng độ đi hướng này luôn, về Lăng Rừng rồi về Phước Hải đi hướng này luôn quý anh chị. Cách khoảng độ tầm 15 đến 17 km ha. Còn anh chị quẹo đi xuống hướng này mà đi qua cầu Cửa Lấp thì về thành phố Vũng Tàu. Anh chị đi khoảng độ tầm 15 cũng được khoảng độ tầm 8 km là tới cầu Cửa Lấp rồi quý anh chị ha. Và bên kia cầu Cửa Lấp là thành phố Vũng Tàu rồi. Đó. Đây là khu dân cư này anh chị. Đó, công ty này bên này là công ty này ha. Đó, khu dân cư sang sát luôn. Đó, thì hôm nay em có sản phẩm giới thiệu quý anh chị là đây. Đó, đây nha quý anh chị. Đó, một lô đất rất là đẹp quý anh chị ha. Đó, ngang 5 sâu 23 có 100 mét thổ cư nha quý anh chị. Đó, có 100 mét thổ cư. Thì trong cái này, dự án này anh chị thấy là đường nhựa vỉa hè ha. Đó, đường nhựa vỉa hè nha quý anh chị. À đây. Đó, đường nhựa vỉa hè cây xanh. Đó, điện nước đầy đủ nha quý anh chị ha. Đó, thì dân cư đây nha quý anh chị. Đó, cái này đã có sổ riêng rồi. Đó, đã có sổ riêng rồi quý anh chị ha. Đó, đây đất của mình nằm đây nha quý anh chị. Đó, từ bên này. Đó, qua đây ha. Đó, ngang 5 sâu 23 có 100 mét thổ cư ha. Đó, sổ hồng riêng sang tên công chứng một lục nhạc nha quý anh chị. Đó, đối diện hiện tại là đang làm cái bên này đang mở cái nhà vườn lớn lắm quý vị ha, bên này ha. Đó, bên kia biệt thự kìa. Đó, đối diện mình là cái bên kia là ruộng muối nha quý vị, cực kỳ mát mẻ luôn ha. Đó, đây. Đó, đường này là đường nhựa thông nha quý vị. Đó, đường nhựa thông luôn. Đó, à, đường nhựa thông hết quý vị ha. Đó, à, nói chung là đất mình thấp hơn đường khoảng độ tầm 20-30 phân thôi nha quý anh chị ha. À, giá cực kỳ ngộp luôn, giá chỉ có là 1.250.000 nha quý anh chị, quá rẻ quá anh chị ha. 1.250.000 là anh chị sở hữu ngay một miếng đất. Đó, sát tỉnh lộ 4A luôn, đi biển cũng gần quý anh chị ha, đi chợ cũng gần. Đó, nói chung là tiện ích đủ thứ nha quý anh chị. Anh chị đi về thành phố Bà Rịa anh chị đi khoảng độ tầm 3 km là đến rồi. Đó, là đến trung tâm hành chính tỉnh rồi quý anh chị ha. Đó. Đó. Thì anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em ha. Đó. Rồi, để em quay cái sổ rồi cái vị trí quý anh chị xem ha. Ở đây được cái là sát cái khu công nghiệp, cách cái khu công nghiệp đây An Ngãi, cộng khu công nghiệp An Ngãi khoảng độ tầm hơn 1 km là đến cộng khu công nghiệp An Ngãi rồi quý anh chị ha. Đó. Rồi, anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em nha. Để em quay sơ cái sổ cho quý vị xem. Đây là cái vị trí chấm đỏ là vị trí của mình nha quý anh chị. Thì anh chị thấy là trước mặt mình là cái ruộng muối quý vị ha, cực kỳ mát mẻ quý vị ha. Bên đây là ngã ba chợ Bến nè, đây là thành phố Bà Rịa, rồi cách gần chợ là gần thành phố Bà Rịa quý vị ha, gần trung tâm thị trấn Long Điền nha quý anh chị. Mình coi như là sát đường tỉnh lộ 4A luôn, thì đường cái tỉnh lộ 4A này là đi thẳng xuống biển quý vị ha, biển Long Hải nha quý anh chị. Đó, thích hợp và anh chị có thể là kinh doanh cũng được nha quý anh chị ha. Rồi để bảng từ ngoài đường 4A đi vô ha, chị dẫn vô ha, cách chỉ có khoảng độ tầm hơn 30m thôi nha quý anh chị. Cái này là sổ hồng riêng này. Đó, diện tích là 119m², sử dụng riêng có 100 đất ở, còn lại đất làm muối nha quý anh chị. Đó, thì cái đất làm muối này giống như đất cây lâu năm hoặc cây hàng năm thôi, nó vẫn là anh chị có thể lên thổ cư hết được ha. Đó, và sang tên công chứng không cần giấy gì nha quý anh chị. Đó, rồi để em soi quy hoạch cho quý anh chị xem ha. Đó, thì đất mình là phủ hồng.
anh thấy không? Đặt cửa hồng này dung dứt này, không có bị tốt tiết thì quý vị ha. Rồi anh chị quan tâm thì inbox cho em ha. Rồi em xin mến chào quý vị ha, chúc anh chị một ngày làm việc tràn đầy năng lượng quý vị ha. Rồi.